Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Showbiz hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch gây chú ý, La Tấn lựa chọn kịch bản, Dương Tử mang lưu lượng. Tin tức giờ showbiz ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và tán xôn xao. 1. Bạn thân Ngô Thư Hân cũng đặc biệt thích mua sắm, hàng ngày các loại quần áo đều là tự tay mình mua, tiêu tiền như nước. 2. Mẹ Thái Tử Khôn hiện tại không cho nam diễn viên này tiếp xúc với nữ diễn viên trong giới, ánh mắt mẹ cậu rất cao, cũng rất kén chọn. 3. Từ Khai Xính vẫn chưa muốn từ bỏ giới giải trí, đang nghĩ cách để trở lại với công việc. 4. Từ Nghị Dương phần lớn công việc đều do Hoàng Tử Thao sắp xếp, tuy rằng trong giới đã dán nhãn không có năng lực cho cô, nhưng chỉ cần công việc triển khai cô cũng sẽ không để ý người khác đánh giá như thế nào. 5. Dương Mịch hiện tại đặt hết mọi hy vọng vào dự án phim Hồ Yêu. Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, chỉ cần cô nguyện ý mang người mới cho nền tảng, nhận một số bộ phim thần tượng thuận tay mà cô đóng, cô có thể liên tục báo thù lao phim cao. 6. Triệu Lệ Dĩnh gần đây luôn tìm kiếm những người mới có thực lực trong giới, dù sao trước mắt tài nguyên trên tay cô cũng vô cùng phong phú, nhưng tài nguyên cô thật sự có thể thích rất hạn chế. Nếu ký hợp đồng với người mới, cô có thể đem những tài nguyên này đến tay người mới. 7. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền Thiên đã dự tính vào vai diễn là Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt. Đầu ban hiện đã cập nhật danh sách cả hai diễn viên này vào thông tin phim. 8. La Tấn hiện tại tiếp nhận nguyên tắc cơ bản, một là kịch bản phải tốt, hai là không nâng kiệu cho bất luận kẻ nào, làm nền. Cho nên mặc dù có một số nghệ sĩ lớn nguyện ý mang theo tài nguyên và hợp tác với anh cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. 9. Dương Siêu Việt hiện đang độc thân, đã trở lại độc thân một thời gian. 10. Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng, mỗi lần nhìn không rõ sẽ lấy điện thoại ra, bật chức năng phóng to máy ảnh. 11. Lưu Hạo Nhiên hai năm nay không có tác phẩm nào phát sóng, bình thường kinh doanh cũng ít, cho nên tỷ lệ tiếp xúc và lưu lượng truy cập giảm mạnh, ngay cả tài nguyên thương mại cũng rất không ít. 12. Vương Khải có thái quen chạy bộ buổi sáng. 13. Dương Tử bây giờ còn chưa theo đuổi sự chuyển đổi, bản thân cố rất thích những vai diễn thiếu nữ trong trường quay thoải mái có thể mang theo lưu lượng. 14. Cạnh điểm rất tin tưởng đông y, đặc biệt còn mời một đông y giúp cô điều trị thân thể, còn có thể cùng nhân viên xung quanh chia sẻ phương pháp dưỡng sinh. 15. Huỳnh Hiệu Minh có một sở thích đặc biệt, vừa vào đoàn làm phim đã muốn mua đồ, mỗi ngày không nhận được chuyện phát nhanh liền khó chịu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.